Cây này cây nu công nha bạn. Cây này nói chung hôm nay mình cũng không có đi lấy cây nhiều, quay cái này cây nhà. Cây này đang trồng trong cái chậu là rồi chậu chậu bình an, chậu này chậu 2, chậu 4. Chậu này chậu 4 nè. 4 4 rưỡi vậy, cái miệng á. Chậu 4 quá. Đúng rồi chậu 4. Gớm bắt tràng. Này không gỡ chậu nha các bạn. Nói chung mình bán cây mấy cây này, cái chậu bự mình không gỡ cái chậu đâu nha. Cây này tông trực lắc. Cái đế thì nói chung là cái rễ nó bò vòng vòng các bạn, cắm xuống chứ không có gọi là sắp rễ đế. Cái này cái hoành chỗ này chắc khoảng 40, nó cấn lùm lùm rồi. 40 nu hạt hạt, cái này nu một cám, nu hộp hộp nhuyễn nhuyễn. Cây này mình chừa một cái cành đây, mốt mình tính bắt một cái cành đây nè. Cây này mấy cọng cái này là vô phơm rồi nha các bạn. Người ta nuôi được mấy cái cốt nó bự hơn ngón chân cái mình đó, còn như chốt ngọn bự lắm, chốt ngọn khoảng 20 luôn. Lắc qua lắc lại. Phơm tàn là đó. Bên đây mình thấy nguyên cái cốt người ta nuôi bự chán rồi nè. Cốt này nuôi mấy năm á mấy bạn. 2 3 năm mà 3 năm á. Chứ không ít đâu. Cốt nó nuôi 3 năm rồi tôi mới giật cốt vô. Tôi mới giật cốt vô nha bạn. Bông của nó nè. Nói chung mua rồi tôi gửi cắt con lại. Vô phơm mấy bạn, vậy mấy bạn vô phơm lại. Mấy cái cọng cái này là vô phơm được rồi, vô phơm mình nuôi từ từ nuôi tiếp. Cái này chiều cao được rồi, chiều cao tới cái chốt 1 2, chiều cao nó khoảng 50 ạ. Cái chốt ngọn khoảng 50 rồi gần. Còn khoảng 50 các bạn. Nuôi công nha các bạn.